Kính chào quý vị và các bạn đang xem kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, nhiều năm đã trôi qua nhưng người dân ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang vẫn truyền tai nhau một câu chuyện có thật đã trở thành một kỳ án. Người cha bức xúc làm đơn tố cáo kẻ hại đời con gái của mình nhưng lại bị kết luận chính là thủ phạm. Tuy nhiên, sự thực không đơn giản như vậy. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 6 tháng 5 năm 1998, khi thấy cha là Nguyễn Văn Tho đang đi cấy ngoài đồng vắng nhà, cô con gái 15 tuổi Nguyễn Thị Minh Hiếu đã lén viết bức thư báo cho dì ruột của mình báo tin mình đang mang thai. Cũng từ lá thư đó, chuyện bị vỡ lở. Ông Tho đã nhờ mẹ đẻ tức bà nội của cháu Hiếu đưa cháu đi khám. Tại bệnh viện tỉnh, bác sĩ xác định Hiếu đã mang thai đến tuần thứ 23, không thể phá bỏ được. Sau đó 3 tháng, Hiếu sinh được một cháu trai đặt tên là Nguyễn Văn Hai. Về mặt giấy tờ pháp lý, đứa trẻ này là con của Hiếu và là cháu gọi ông Tho là ông ngoại. Bức xúc với việc con gái bị xâm hại tới mang bầu, ông Tho đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan pháp luật địa phương. Trong lá đơn, ông Tho cho biết con gái ông đã nói cho biết cha của đứa trẻ là người hàng xóm Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1978. Theo Hiếu, cô đã bị Nguyễn Thành Trung dùng vũ lực thực hiện hành vi xâm hại tới 4 lần ngay tại nhà lúc Hiếu ở nhà một mình trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 1997 đến tháng 3 năm 1998. Trung là thanh niên hàng xóm, có chiếc xe tải tự chế, vẫn hay đậu nhờ trước nhà cha con ông Tho. Điều bất ngờ nhất là khi ông Tho và con gái gửi đơn tố cáo thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng nhận được một lá đơn nặc danh của người dân nơi gia đình ông Tho đang sinh sống. Tố cáo chính ông Tho mới chính là cha của đứa bé. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thành Trung cũng cho biết do là bạn của anh ruột Hiếu nên thỉnh thoảng có gặp để giảng bài tiếng Anh cho Hiếu chứ không hề có hành vi xấu xa. Trung cho rằng mình đã bị vu khống. Trước sự xoay chiều bất ngờ của vụ việc, công an tỉnh Tiền Giang đã vào cuộc và quyết định khởi tố vụ án. Tháng 11 năm 1998, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang quyết định trưng cầu giám định gen di truyền ADN và kết quả cho thấy ông Tho mới đích thị là cha của đứa trẻ là con của Hiếu chứ không phải là Nguyễn Thành Trung. Sau đó ông Tho bị bắt tạm giam và cũng từ đây một kỳ án với cái tên kỳ án cha ngoại đã bắt đầu cùng chuỗi hành trình mà nhiều người gọi vui là không khác gì xổ số ADN. Như nhiều vụ án khác, vấn đề mấu chốt của vụ án là kết quả giám định ADN cho biết ai là cha của đứa trẻ. Tuy nhiên sự việc càng trở nên phức tạp khi kết quả giám định ở các lần sau đó lại cho ra kết quả trái ngược nhau. Cụ thể, lần giám định thứ nhất do Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tiến hành tháng 11 năm 1999 cho kết quả ông Nguyễn Văn Tho là cha của đứa trẻ. Ông Tho kêu oan. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang trưng cầu giám định lại tại Tổ chức Giám định Pháp y Trung ương. Kết quả giám định lần thứ hai vào tháng 1 năm 2001, kết luận Nguyễn Thành Trung chính là cha của đứa trẻ. Với hai kết luận giám định trái ngược nhau của hai cơ quan giám định cấp Trung ương đã đẩy các cơ quan tố tụng tỉnh Tiền Giang vào tình thế lúng túng và phải xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan tư pháp cấp trên. Để từ đó một cuộc hội thảo khoa học lớn quy tụ các chuyên gia đầu ngành đã được mở ra tại Hà Nội. Tại cuộc hội thảo này, các nhà khoa học sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các chỉ số huyết học và phân tích gen đã thống nhất với nhận định Nguyễn Văn Tho là cha của đứa trẻ chứ không phải Nguyễn Thành Trung. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ án và do yêu cầu về mặt pháp lý, các cơ quan tư pháp vẫn quyết định trưng cầu giám định lại. Tháng 9 năm 2001, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an trưng cầu giám định lại. Hội đồng giám định bao gồm các thành viên từ Viện Pháp y Trung ương, Viện Khoa học Hình sự, Viện Pháp y Quân đội đều thống nhất kết quả. Ông Nguyễn Văn Tho là cha ruột của cháu Nguyễn Văn Hai với xác suất 99,999%. Từ kết quả giám định này, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã xét xử sơ thẩm vào ngày 24 tháng 9 năm 2002 và tuyên phạt ông Tho 3 năm tù. Thế nhưng đến tháng 7 năm 2003, Tòa án Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh lại tuyên hủy án sơ thẩm với lý do
quá trình lấy mẫu giám định đã vi phạm tố tụng. Do hội đồng giám định lần thứ 3 bảo lưu ý kiến ông Tho là cha của đứa trẻ, nên đến tháng 3 năm 2005, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang lại xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Nguyễn Văn Tho 3 năm tù. Nhưng bản án sơ thẩm này rốt cuộc cũng lại bị hủy do cơ quan điều tra không thực hiện tái giám định. Đến tháng 9 năm 2005, Công an tỉnh Tiền Giang trưng cầu Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an giám định lại. Kết quả giám định ADN lần thứ 4 vào tháng 12 năm 2005 xác định ông Tho là cha của đứa trẻ. Và đến tháng 2 năm 2006, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Tho 5 năm tù về tội đã thực hiện hành vi đồi bại với con trẻ. Ông Tho và con gái tiếp tục kháng cáo kêu oan. Tháng 8 năm 2007, Tòa án Nhân dân tối cao lại tuyên hủy án sơ thẩm vì thủ tục giám định chưa đảm bảo tính pháp lý. Ông Tho đề đạt nguyện vọng xin được giám định thêm lần nữa. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng vào cuộc với quyết tâm tổ chức giám định lại lần thứ 5 một cách thật chặt chẽ, thật khách quan để trả lời cho câu hỏi ai là cha của đứa trẻ. Mà qua 4 lần giám định ADN và 6 phiên tòa gồm 3 phiên tòa sơ thẩm và 3 phúc thẩm vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Trong khi người được coi là thủ phạm trong vụ án thì nhất quyết khẳng định mình vô tội. Ngày 26 tháng 6 năm 2009, vì tính chất phức tạp của vụ án, theo quyết định trưng cầu giám định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định thành lập Hội đồng giám định do Tiến sĩ Vũ Dương, Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia, thời điểm đó làm Chủ tịch Hội đồng. Ngày 12 tháng 10 năm 2009, tại thành phố Mỹ Tho, Hội đồng đã tiến hành lấy mẫu giám định ADN đối với ông Tho, cô Hiếu và anh Trung và cháu Nguyễn Văn Hai. Khi được lấy mẫu, ông Tho tuyên bố ông hoàn toàn an tâm và tin tưởng mình sẽ được giải oan. Thậm chí ông còn khẳng định món tiền được bồi thường oan sai ông sẽ dùng làm từ thiện. Lúc này, những người liên quan đến vụ án như chị Nguyễn Thị Minh Hiếu đã 26 tuổi, nhưng vì chịu hậu quả của kỳ án này mà đâm giang dở chuyện tình duyên. Cháu Nguyễn Văn Hai đã học lớp 5, còn anh Nguyễn Thành Trung đã lập gia đình. Thế nhưng kết quả giám định công bố ngày 3 tháng 11 năm 2009 và cả mẫu gửi ra nước ngoài đối chiếu đều cho thấy ông Nguyễn Văn Tho chính là cha của đứa trẻ. Như vậy, hai tiếng cha ngoại mà dư luận gán cho nhân vật chính của vụ án suốt mười mấy năm qua quả là không sai. Về phần mình, những giám định viên pháp y tham gia giám định lại có một câu chuyện khác để kể với nhau, đó là câu chuyện khi giám định viên mở lời. Thường các giám định viên pháp y khi làm việc rất ít trao đổi dài dòng đối với đối tượng được giám định. Họ chỉ nói, hỏi những câu cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn. Thế nhưng lần giám định này, không hiểu vì lý do gì, Tiến sĩ Vũ Dương đã mở lời tâm sự cùng ông Tho. Kể lại với phóng viên, Tiến sĩ Vũ Dương cho biết ông đã có cuộc trò chuyện với ông Tho trước khi tiến hành lấy mẫu giám định. Bác ạ, làm khoa học chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào kết quả khoa học và không nghiêng về bất cứ bên nào. Nhưng bác biết không, ở đời lại có một thứ luật là luật nhân quả mà khó ai có thể cưỡng lại được. Quy luật đó nói rằng, người làm điều ác thì trước sau gì cũng phải đối mặt với điều ác mình đã gây ra nếu không biết sớm ăn năn sám hối. Đáp lại những lời của giám định viên chỉ là sự im lặng kéo dài của ông Tho cả khi kết quả cuối cùng được công bố. Vụ kỳ án ở Tiền Giang kết thúc với cái án 7 năm tù cho ông Nguyễn Văn Tho mà không có kháng cáo nữa. Có lẽ bên cạnh sự thuyết phục của kết luận giám định, cũng có một phần nhỏ trong đó từ những lời tâm sự gan ruột của giám định viên. Còn một điều nữa của vụ án mà ít người biết là thủ phạm hụt Nguyễn Thành Trung lấy vợ sau bao năm vẫn không có con. Đi khám bác sĩ cho biết anh bị vô sinh bẩm sinh. Thưa quý vị và các bạn, chuyện xảy ra là ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Xã hội thì ngày càng phát triển, nhưng lại có người trở nên biến chất, mất hết nhân tính như vậy. Căm phẫn người cha bao nhiêu thì lại thương cảm cho số phận của những đứa con bấy nhiêu. Các em sẽ phải mang tiếng cả đời vì người cha mất nhân tính của mình. Vụ án cũng là bài học đắt giá cho mỗi người trong việc tu tâm dưỡng tính, rèn luyện cách sống đúng đắn, đúng mực của mình. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình xin phép được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!